Vãi quả, bài này bài mắc của mắc đấy. Đánh chuẩn và tỷ số đang là 1-2. Hai chung kết nữa cho thứ. Em lại chia sẻ hộ thứ nhá, đông đông em vào xem cho vui nào. Đây là trận đấu chung kết tiếp theo. Minoan à. Min gì ấy? Min Rome à? Min Rome, Min Rome mình yếu hơn nhá. Min Rome mình lại yếu hơn. Khi nào lên được cùng A thì mới khỏe đâu. Nếu không thì con Milan khá yếu. Nếu lên chém. Chào anh Lê Đình Đạt nhá. Chào anh. Ở đây là bầy hồ đầu của sân thứ ở vị trí sáp mép với cánh rừng dừa. Đó, đây quay trận anh em, đây là một bầy hươu đầu 5 con dành cho thủ sân thứ. Minoan đối đầu với Roman. Cùng xem bài vừa đội bạn nào có mắc binh hay không, mình biết được mới đánh. Bài mình hy vọng cũng sẽ đẹp nữa. Nhà nó có thể cơ cấu rồi đấy. Không, hơi khó. Chắc là chém anh em ạ, bài chắc là chém rồi. Chào anh Bích Chị, chào anh Bình Trần nhé, hello anh. Chào anh Sư Tử Đá nhá. Chào anh em, chào tất cả anh em. Em đã cơm nước gì chưa? Có thế khung em này, thấy thêm cánh rừng này nữa là nhà có thế rất khung. Bây giờ thì hy vọng là sẽ có một bãi quả, bãi quả 6 để chúng ta có thể được cung ra. Bài khung rồi. Đây là con voi dành cho game thủ của Xuân Thứ. Hai voi và hai bầy hươu chết một dân. Bài xấu đấy nhỉ. Thế nhà thì đẹp nhưng mà đồ ăn nó gọi là vừa khít. Thôi đã đánh nốt con hươu kìa, con hươu kìa đánh nốt về đi. Chắc chiều thì con một về đó. Có dần của game thủ Gani đây, Roman dò rộng nhở, Gani đi dâng vào nhà mình luôn á, có 9:30 mà.
Tôi hy vọng đây sẽ là bài xấu của game thủ Gani. Ồ, oh, hai dần lên rồi, đi dâm. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Đây là BM. Bài này cũng không được mà chém cũng không xong. Chém thì lực yếu. Ồ, oh, đánh liều đánh cung, dành cái thứ cung thủ phù. Không, không thủ phù. Vì cái Roma. Quan trọng đỡ được con giò đầu như nào đây. Khá khê. Kịch đời ổn. Mà lực là rất yếu cái thứ bài này, chết một dần nữa. Cái này tình trạng chung của anh em hôm nay đấy anh Viết Hùng ạ. Hôm nay thì phay nó, em nghĩ nó vẫn chưa ổn định. Hôm qua thì đang làm kèo nó sập một phát, sập đến sáng luôn. Hôm nay thì em trả lời báo của pet nào hay là nó bỏ thông báo của anh em rồi đấy, em thử chat là dấu thăng rồi gõ notify xem. Đấy là 2L luôn này. 2L luôn dành cho game thủ Gani. Vậy là một lầu 1A dành cho em thủ Gani. Đứa đang thủ 1B khi bài là quá yếu. Con đập chết đỡ con nó đưa con phù nó ra thôi. Phù siêu nhân phẩm. Ờ, không được thì quyết luôn, tỷ số là 1-3. Phải phù được còn chơi tiếp, được không phù được thì thôi gãy. Đứa được không hề muộn, nhưng bài này bài lực siêu yếu. Hai yêu hai vào chết một dân. 1-3, thua xe đầu rồi. Ta cùng nhau đến với xe đấu thứ hai. Úi dồi ôi, chết con dần kìa. Chết con dần đúng cái bãi quả. Toàn kiểu đôi sư tử nó canh quả thôi.